kiểu gì mà chua như thế này cơ chứ. Bác để con vào con cho thêm đường. Không có thêm gì hết. Tháng này trừ nửa tiền lương. Bình hoa di động vừa rồi là ai đấy? Là con bé giúp việc nhà mình chứ ai. Sao con bé giúp việc xinh đấy. Ui, sao này, tay sao thế? Tay không sao. Tay như này thì làm sao mà làm được việc. Bê cho anh lọ mà. Em làm như thế này. Bỏ tôi ra. Nhưng mà đến một cái con ô xin mà mày cũng không tha để tao chịu mày. Còn cậu Lâm, nhưng cái tội hãm hại con gái tôi, cậu chuẩn bị ra trước pháp luật đi nhé. Ôi trời ơi, nước cam kiểu gì mà chua như thế này cơ chứ. Không biết pha cái gì cả. Con Trang đâu rồi? Dạ, bác gọi con à? Mày pha nước cam kiểu gì mà chua như thế này thì ai mà uống nổi cơ chứ. Bị chua quá à? Em... Bác để con vào con cho thêm đường. Không có thêm gì hết. Tháng này trừ nửa tiền lương. Nhưng mà... Ôi trời ơi, cái lũ sinh viên chúng mày ấy mà không làm quyết liệt như thế này ấy thì á không có bao giờ nhớ được cái gì hết cả. Cháu không có nhưng nhị gì hết cả. Đổ đi cái này á mà cho con Milu nó uống á, tao còn sợ nó đau bụng ấy. Đấy là người uống. Vâng ạ. Rồi ôi, làm ăn kiểu gì mà bàn ghế còn bụi bẩn như thế này không biết được cái con này cơ chứ. Con Trang đi đâu rồi, làm ăn kiểu gì như thế này. Ôi giời đất ơi. Dạ bác, cháu xin lỗi. Tại việc nhà cháu cũng làm chưa được thạo nên là bác thông cảm ạ. Tháng này tôi sẽ trừ nửa tiền lương bởi vì sao? Vệ sinh thì quên không dọn, làm vỡ hai cái bát, nấu ăn thì không ra cái gì cả, không làm được một cái gì cả. Có thắc mắc gì không? Ơi, bác trừ nhiều thế thì... Không có nhưng nhị gì cả. Tao thuê mày về làm đã là ban ơn cho chúng mày lắm rồi đấy. Nếu mà làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Rõ chưa? Mẹ ơi! Ôi trời ơi, thằng Lâm của mẹ. Sao con về mà con không gọi điện cho mẹ biết để mẹ đi đón con? Thế con về mẹ vui không? Vui chứ. Con tạo bất ngờ cho mẹ thôi. Nói vậy chứ thực ra một công ty ở Việt Nam gọi con về, lương cao lắm. Thế à? Thế thì tốt rồi. Thế thôi, đi vào rửa chân tay mặt mũi rồi đi ra ăn cơm nhé. Vâng. Bao ơi, con xin phép vào bếp ạ. Mẹ, bình hoa di động vừa rồi là ai đấy? Là con bé giúp việc nhà mình chứ ai. Thôi ông tướng ạ, cất đồ đi, nhanh lên rồi đi ra ăn cơm. Sao con bé giúp việc xinh đấy. Chà, bố nhà anh. Ê, con bé. Sao đấy, là giúp việc nhà anh à? Bé đâu? Úi, sao này, tay sao thế? Em không sao. Ui, tay như này thì làm sao mà làm được việc. Này, làm cái gì đấy? Có vài cái bánh xếp ra đĩa mà mãi không xong việc là thế nào? Mà ta bảo nhá, đừng có thấy thằng Lâm nhà bác nó đẹp trai cao to phong độ mà cứ sán đến nhá. Mẹ, cái ngữ như mày ấy, thì phải biết thân biết phận chứ. Khéo lò. Cháu không có ý gì đâu ạ. Thật, em làm gì có ý gì mà. Trời. À, anh bảo đây, ngày mai ấy, lên công ty chỗ anh làm việc, dọn cho anh cái phòng cái, chứ cái phòng mới bừa bộn lắm, chả có ai dọn nhá. Này, anh nói thế mà không trả lời à? Em nghe thế rồi, mẹ em sao ấy. Nhớ nhá. Nhanh cái tay lên rồi thu dọn đồ đi. Đấy, em xem. Phòng anh bừa bộn lắm. Sao này? Bê cho anh cái lọ hoa đặt lên kia. Thôi, đừng đặt đấy. Đặt đây.
Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Này, có cái chuyện gì thế? Anh Lâm, anh... Tao nghĩ ngay mày ấy là cố tình quyến rũ con trai tao nên tao mới đi theo từ ở nhà đến đây mà. Tao không, cháu không có ý gì cả, cháu không làm gì cả. Là anh Lâm, anh ấy hàng sàm sỡ cháu ạ. Ôi trời ơi, mày thấy con trai tao nó đẹp trai thì mày cố tình quyến rũ nó chứ. Tao hỏi mày nhá, mày có bằng chứng gì không? Quần áo mày vẫn nguyên si, có mất miếng nào đâu mà mày đổ oan cho nó. Bác, sao bác, cháu không ngờ là bác sẽ bênh một thằng con trai không ra gì thế đấy. Này, mày đừng có vu oan cho nó như thế. Tao ấy, tao kiện mày đi tù đi, nghe rõ chưa? Còn từ bây giờ, mày cút khỏi nhà tao ngay. Và mày cũng đừng có mơ nhận được một đồng một cắt tiền lương nào nữa, nghe chưa? Đúng là mẹ nào con đấy mà. Cái đồ gia đình vô liêm sỉ. Mẹ, đúng là cái thằng này hư thân mà. Tao không biết mày ăn chơi hư hỏng ở đâu, nhưng mà đến một cái con ô xin mà mày cũng không tha để tao chịu mày. Nhưng mà con mới chả cãi. Nhấc cái chân ra con, nhấc ra. Cái thằng này, mày không giúp được cái dịp gì cho mẹ cả. Chuyện gì mẹ yên nào, đang dở phần game. Game cái con khỉ ấy. Nếu mà không vì mày ấy, thì mẹ đã có người giúp việc cho mẹ rồi. Thì mẹ thuê đi, thiếu gì người. Mày tưởng thuê mà dễ à? Không cẩn thận ấy, lại thuê phải cái đứa ăn cắp vặt ấy thì còn khổ hơn. Ây sao. Mà mẹ bảo này, mai ấy, nhà bà Hà sang đây chơi, mà bà ấy còn mang theo cả con gái sang đây để ra mắt đấy nhá. Cái gì? Ra mắt á? Ừ. Ra mắt là sao? Thì là mẹ muốn tìm vợ cho con ấy. Rồi, tìm vợ làm gì? Thế mày không muốn cho mẹ rồi, có cháu bế cháu bồng chắc. Trời ơi, con còn lạ gì mẹ nữa. Chắc là mẹ phải có cái vụ gì đấy mẹ bảo con cái gì. Chứ trước nay mẹ có bảo con là phải làm sao đâu. Ờ, trước thì không quản, nhưng bây giờ thì quản. Nhà bà Hà dù gì thì cũng là danh gia vọng tộc. Nếu mà con lấy con gái nhà bà ấy á, thì á, không phải lo một cái gì hết. Chỉ có mà sung sướng thôi. Nhưng mà con gái bà có xinh không đấy? Nếu mà không xinh ý, thì con nhất quyết là không đâu nhá. Ôi, không những xinh, ngoan, mà lại còn học giỏi đỗ thủ khoa cơ đấy. Thế á? Xinh là được, chiến luôn. Chà bố nhà anh, nhưng mà nhớ nhá, mai ấy, phải ăn mặc đẹp này, rồi là nói năng cho tử tế. Đừng có làm mất mặt mẹ con nhá. Ôi, con biết rồi. Đấy, tại mẹ làm dở hết ván game này. Thôi đấy. Trời ơi, cái thằng đồng này. Đồng đội nó chửi như thế này. Mời bà uống nước đi ạ. Cảm ơn bà. Biết được bà trong hội chị em đồng niên nhưng mà hôm nay mới được đến nhà bà chơi. Dạ, nhà bà đẹp quá. Bà lại cứ quá khen rồi. Chứ nhà tôi làm sao mà bằng một góc nhà của bà được cơ chứ. À, mà đây, giới thiệu với bà, đây là con trai của tôi. Cháu mới đi du học ở nước ngoài về đấy ạ. Cậu Lâm trông đẹp trai mà lại còn học giỏi nữa. Bà đúng là khéo như dạy con đấy. Bà lại quá khen rồi chứ có gì đâu ạ. À, mà sao con gái bà vẫn chưa thấy đến hay... À, cháu nó bảo cháu nó đi công việc, lát cháu nó qua. Mà giờ này nó cũng sắp qua rồi đấy bà. Dạ. Sao cô ấy đến đây? Chẳng phải là... Sao lại đến đây làm gì? Hôm nọ tao đã đuổi cô rồi cơ mà. Sao bà lại đuổi nó đi? Chả thế này bà. Nó là con bé giúp việc nhà tôi bữa trước, nhưng mà nó cố tình quyến rũ con trai nhà tôi. Chính vì tôi bắt gặp, may quá chứ không thì, cho nên là tôi mới cho nó nghỉ việc đấy ạ. Sao tôi không thấy con gái tôi nó nói về chuyện này nhỉ? Mẹ đến lâu chưa mẹ? Mẹ vừa mới đến. Ơ, cái gì? Cái gì mà cô vừa nói ai là mẹ? À quên, tôi chưa giới thiệu với hai người. Đây là cháu Trang, con gái của tôi. Ôi,
bé này nó chỉ là một đứa ôn sinh thấp kém thôi, sao có thể lại là con gái của bà được cơ chứ? Tôi không ngờ một người có học thức như bà Nga đây lại có thể nói những lời như vậy. Tôi không nghĩ là bà có thể nhìn công việc của con người để mà đoán ra tính cách của họ đâu. Nhưng mà nhà bà có khó khăn gì đâu mà phải bắt con cái đi làm việc vất vả đến như thế. Bà, con cái nó phải tự lo kiếm công ăn việc làm thì nó mới quý trọng công việc và đồng tiền được. Chứ tôi không như ai đó cứ nghĩ rằng cho con tất cả tiền bạc là tỏ ra mình yêu thương con cái đâu bà. Tôi... Bác ạ, nhân tiện đây thì một tháng lương trước của cháu bác chưa trả cháu đâu ạ. Chỉ là hiểu nhầm thôi, chỉ là hiểu nhầm trong nhà thôi mà con, có cái gì đâu. Trang này, em cho anh xin lỗi cái chuyện hôm trước nhá. Hôm trước là do anh say quá cho nên anh sai, mà thực ra là anh cũng thích em cho nên là... Anh im đi. Rõ ràng anh là một tên háo sắc. Nếu như hôm đấy không phải là tôi ấy, mà một người khác thì cũng thế thôi anh Lâm ạ. Thực ra thì cái chuyện này tôi cũng không muốn nhắc lại đâu. Nhưng mà nghe mẹ tôi nói là hôm nay có buổi gặp thì chắc chắn là có một màn kịch hay để xem rồi. Trang ơi, chỉ là hiểu nhầm thôi. Chỉ là hiểu nhầm, cùng là người trong nhà thôi mà con. Các người thôi đi ạ. Đúng là mặt dày mà. Mẹ thì ki bo, bùn xín. Con thì háo sắc, ganh ma. Đúng là mẹ nào con nấy. Thôi được, buổi ra mắt hôm nay đến đây là được rồi con nhỉ. Bà Nga, cái ghế cổ đông trong công ty của tôi chắc là bà không có chỗ đâu. Ngày mai ấy, luật sư của tôi sẽ đến gặp làm việc với bà. Còn cậu Lâm, riêng cái tội hãm hại con gái tôi, cậu chuẩn bị ra trước pháp luật đi nhé. Cô ơi, cháu... Trang, mình đi thôi chứ con nhỉ. Thôi, bà Dung, bà ơi, tôi xin bà đấy. Bà tha cho thằng con trai duy nhất của tôi, nó chấp dại, bà tha cho nó đi ạ. Không được bà, đây cũng là bài học cho hai mẹ con bà. Thứ hai, thằng Lâm nó động vào ai? Chứ động vào con gái tôi thì là nhầm người rồi. Trang, đi về con. Chào bà. Ôi, bà ơi, bà tha cho con đi bà ơi. Bà tha cho cháu đi. Rồi phải làm sao rồi mẹ? Rồi ơi là rồi, con ơi là con. Con giết mẹ rồi còn gì nữa. Mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Bạn muốn là người lái đò? Hãy đến với tìmviệc.com.vn.